Ê, biết gì không? Biết cái gì ấy, hỏi lại nhỉ. Tao mày xuất hiện ở kênh Bình Luận Viên Hoàng Sơn này. Ờ đúng rồi, lần trước là bản tin ngay chặn, bây giờ lại xuất hiện tiếp ở đây này. Chắc là bọn mình đẹp trai được anh em viewer trên kênh hâm mộ ấy không ạ? Ờ mà tao hỏi này, mày biết thế nào được gọi giải nghệ không ấy? Câu hỏi đơn giản ấy. Trong bóng đá khi một cầu thủ chấn thương nặng hay là đến sườn dốc của sự nghiệp thì họ giải nghệ thôi. Thế còn trường hợp này thì sao? Ờ thì cũng là một kiểu giải nghệ ấy, nhưng mà sau đấy thì... Ôi, thật luôn đấy à? Không biết là tựa game Liên Quân trường hợp nào như thế không nhỉ? Người đầu tiên xuất hiện trong danh sách là Nein, huyền thoại đường rừng của Mad Team. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, trên fanpage cá nhân của mình, Nein đăng bài viết dã từ sự nghiệp thi đấu, lý do phần lớn anh chàng muốn chữa trị dứt điểm chấn thương và muốn dành nhiều thời gian cho công việc streamer. Rồi đột nhiên, fanpage Mad Team thông báo Nein quay trở lại thi đấu, các fan kiểu... Nein trở lại thi đấu ở nửa cuối của năm 2022, nhưng với kết quả không tốt tại APL 2022, Mad Team giải thể và Nein quay trở về công việc streamer của mình. Thật không thể tin được. Để đến với nhân vật tiếp theo thì xin mời mọi người cùng xem đoạn video ngay sau đây. Nếu mà có 3 từ mà để diễn tả về bản thân thì mình nghĩ đó là kẻ kiến tạo. Chính sự năng nổ của Bruy, sự tinh quái của Bruy là một trong những điều giúp cho Team Flash có được lợi thế dần ở trận đấu. Và bạn đánh trận thủ hãy nhìn cái cách mà Bruy đang chơi trợ thủ. Và ngày hôm nay xin chính thức nói lời chia tay của đội tuyển thân yêu này của mình. Anh em nhìn biết ai rồi đúng không? Chính là Bruy, người có sức ảnh hưởng cực lớn đến cộng đồng Liên Quân trong và ngoài nước. Ngay ở comment nhẹ nhàng, lượt tương tác cao chót vót rồi này. Sau khi kết thúc đấu trường danh vọng mùa đông 2022, Bruy theo chân những người đồng đội cũ trong thời kỳ vàng son của năm 2019 tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ. Nhưng cuộc sống thì luôn có những lúc bạn sẽ phải thay đổi thôi. Bruy đang một dòng trạng thái ví định ngầm quay xe trở lại thi đấu, tưởng rằng đó là heavy, thế nhưng... Đại gia TDT đã có sự phục vụ của Bruy, liệu rằng ở giai đoạn lượt về Bruy có giúp cho TDT bước đến top 4 không? Anh em nghĩ đã xong rồi sao? Chưa đâu, bởi vì ngôi cuối cùng sẽ khiến cho tất cả phải chú ý. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, một bài đăng của tuyển thủ này gây ra chấn động lớn, đến nay cũng gần 100.000 tương tác. Vậy anh này giải nghệ thật à? Mày sai rồi, nếu mà giải nghệ vậy tấm ảnh này mày giải thích như nào đây? Anh em đoán đúng rồi đấy, đây là ADC cùng với bức ảnh giành được FMVP tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2021 sau khi comeback. Và đây là lý do. Ủa, chưa giải nghệ à? Chưa giải nghệ à? Thực ra thì bây giờ em quay lại Liên Quân ấy là để vì tấm huy chương vàng. Tức là team em đây giờ đang đã có hết tất cả các danh hiệu. Và bây giờ chỉ thiếu đúng một huy hiệu nữa, đó chính là huy chương vàng SEA Games. Và bây giờ em đang muốn cùng team cố gắng lấy nốt cái huy hiệu SEA Games lần này. Sẽ là cái huy hiệu cuối cùng mà team em còn thiếu. Vì vậy em đang muốn cố gắng hết sức để có thể cùng team lần cuối đạt được cái huy hiệu mà team em từ ngày xưa đến giờ ao ước mà chưa có. Nhưng mà sau ví dụ đạt được rồi hay là không đạt được thì sau cái đấy thì em sẽ giải nghệ hay sao? Hay là chưa nghĩ đến lúc đấy? Hiện tại bây giờ em đang muốn cố gắng hết sức để cho cái huy hiệu lần này. Gọi là một cái mục em đích chưa muốn nghĩ đến cái đến cái giai đoạn mà em không đạt được, tại vì trong đầu em chỉ muốn cố gắng hết sức để có thể đạt được. Hiện tại thì ADC đã chính thức giải nghệ và nhiều khả năng là sẽ không có một pha quay xe lần nào nữa đến từ chiến bánh bao. Ước mơ của ADC. Sắp tới anh định làm gì á? Sắp tới anh sẽ là một streamer nổi tiếng em ạ. Ước mơ của anh là sắp tới là làm streamer nổi tiếng. Đó là các tuyển thủ đã tạo nên content giải nghệ trong lịch sử Liên Quân, một trào lưu mới gây được sự chú ý. Khi nào tôi cũng thử làm như vậy xem nào nhỉ? Chuyến tàu ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu như có tuyển thủ nào comeback sau khi tuyên bố giải nghệ mà tôi chưa kể trên thì anh em comment xuống dưới ngay và luôn. Cũng đừng quên subscribe kênh của tôi đấy nha. Mấy nay lượt sub vẫn dậm chân tại chỗ tôi buồn đó. Giờ thì bye bye anh em nhé. Tao. Ok. Nó trên này. Chờ đâu. Lên này. Bay trên. Lên này, đang lên này. Để cái mid nữa nhá. Yếu hết này. Bỏ rồi. Này, có một thằng vào trước. Này chuẩn bị thằng Aya ăn bồ đét này. Nhìn nha.
Nhìn tao nha. Nào rồi, nào láo rồi. Nào mạnh lắm á. Qua qua nào qua chơi. Anh em hết kìa. Bỏ chết rồi, bỏ chết rồi, bỏ chết rồi, bỏ chết rồi, bỏ chết rồi. Đây đây đây. Ôi bỏ chết rồi. Lùi 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 anh em ơi. Galaxy nó hết combo rồi, Galaxy nó hết combo rồi. Bit nè. Bit kìa, tỏi 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 tỏi. Quay quay quay. Ê coi giờ thằng Gina vào đẹp cho thằng xe nó bay đi. Ê thằng ấy dữ kìa. Làm con làm bắt đi. Chứ tự nhiên có xe ga làm này chơi. Dữ hết rồi. Quên hết rồi này. Này này. Bụi. Từ từ nhá, chứ có giải nha, để em hit lấy cái giải. Này kìa. Thằng nào nó mua không đi kìa. Tôi mắc cái thằng này bắt mày bắt mày ăn đây đây đây. Ăn đây 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 đây. Nó ăn tiếp kìa, nó ăn tiếp kìa. Qua. Qua một phía, qua một phía. Cứ bút cho này, bút cho con này. Thế nào người nào? Vết chết rồi, vết chết rồi. Thế nó vẫn cố ăn này, nó vẫn cố ăn. Qua qua lên dí dí bắn. Vết kìa, vết kìa. Đây, đây 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 này. Đây. Đi công rồi. Em. Ấy. Đừng có con đẩy người ta xử lý. Bọn kia ra lâu lắm, cứ bình tĩnh thôi nha. Đẩy người ta xử lý đi. Rồi, win rồi. Cấp bội. Nhảy nhảy nhảy. Hết lính kìa. Làm lính rồi. Đẩy là xử lý. Yếu á, yếu cái á là playmaker đó. Bây giờ mình dám đánh không ngó. Động em. Mày thấy anh không? Mày thấy anh gặp nó là anh chơi đâu không? Mày phải gặp nó mới đánh, nó mới sợ. Tự tin lên nha, như nhà nha. Cáp bên nào phải tự tin nhanh nhà nha. Chặn lính tiếp, chết bỏ. Chết bỏ. Cáp bên nào luôn rồi. Đái, đái chịu nổi không? Em tần 2 luôn á. Đái với con vợ nó khóc luôn á. Kiếm này tôi lên chùm. Ừ. Chùm ai giết được đâu. Chùm bàn luôn. Mẹ bóng tay bị sao nè. Để xong rồi bỏ MVP nữa. Chút nữa chắc đi làm neo quá. Tớp. Cũng thằng đen này, Queen mất rồi. Queen nấp mít rồi, Queen nấp mít rồi. Cướp á, định cướp á, định cướp á. Vào được không? Quay được rồi. Qua rồi, qua rồi. Được rồi, được rồi. Hay lấy Marty này. Có, được. Đang lên, đang lên, đang lên, đang lên, đang lên, đang lên. Được á, được á. Queen ra, Queen nha. Queen đấm á. Queen em ơi. Queen đấm rồi, Queen đấm rồi. Trời ơi. Cái này, cái này, chấm máu. Queen yếu rồi, Queen yếu rồi, Queen chấm máu rồi. Chấm pin rồi. Trời ơi, ơi bỏ nhanh, bỏ được. Ok, tao biết, tao biết, tao biết. Bạn, 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 tao đuổi xe bạn ơi. Tao chết em ơi. Dừng kể, 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 kể. Tiếp. Ờ, tanh này, tanh trâu lắm, tanh trâu lắm anh em ơi. Này. Bắn đi. Bắn đông chết luôn mà. Này, em ơi, tai xùi rồi. Cấp rừng, cấp rú, cấp rừng, cấp rú. Qua, qua đây, nó qua đây. Chào, chào, tầng bên tất cao nữa đó, chào. Nó chuẩn bị bảo quay 5 thẳng đánh ra luôn bạn ơi. Nó 4 nha, nó 4 nha. Hồi anh em nhé. Ờ, xích chờ lại, xích chờ lại. Thằng Quy bên phải nha, bên trái. Bắt giả nha, bắt giả nha. Quy à, Quy à. À anh bắt giải mà, anh bắt giải. À đây, à đây. Em ơi, còn thằng Quy đằng sau. Đầu quá. Phá thôi được ta. Anh bảo thôi mà. Góc cái sao. Ulti sớm mấy cây. Điều lính rồi nha. Từ từ, 4 giây, 4 giây, 4 giây, 4 giây. Hết giả nha, hết giả nha. À, nó là Wonder. Đứa này. Đánh cho thằng nào, xích nha. Có thằng ở dưới bụi lò. Xích nha, xích nha, xích nha. Đánh qua, đánh qua luôn. À đây trên nha, đây một trên nha. Thằng Wonder bên phải nha. Còn thôi, còn thôi đánh rồi anh em ạ. Bảo nghe câu Wonder bảo. Có Wonder. Ok nha, ok nha. Lô 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 lô. Lô 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 lô. Lùi nhịp nha. Ok rồi, quy rồi. Đấy nhưng mà để ý nha, ăn nhanh lắm á. Thề luôn. Con này quyết định lắm, quyết đoán lắm. Nè thấy không? Thấy không? Nè nè nè. Đoán lắm á. Xuống 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 xuống. Đánh gần thôi, đừng dí lên, đừng dí lên. Ờ em kiểm sức, kiểm sức nhanh giảm ra. Ăn 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 ăn. Ta thi ta thi ta thi. Dạ dạ. Rồi rồi. Quên quên. Quên là quên. Quên này quên này. Quên là quên. Nói rồi, đánh như thế nó ăn luôn á. Chịu á. Anh em không anh nha. Tự cái lỗi. Con này quyết đoán lắm, nó lộ phát nó ăn luôn. Đánh từ từ thôi nha, có kinh công to. Win rồi, win rồi, win rồi, win rồi, win rồi. Không rồi, không rồi, win rồi. Win rồi, win rồi. Đời người biết chứ.